You see me calling, calling. Xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi từ đây. Em chỉ là bên you see me calling. Em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao? Ăn rồi thì có hấp anh chưa? Ăn chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế.